lâu rồi. Hôm nay thì tôi mới có thời gian để gửi đến quý vị các bạn một trong những cái xe mà hiện tại đang bán rất tốt tại thị trường, đó là Hyundai i10. Đây là phiên bản sedan hai đầu, xe rộng rãi. Điều biệt các xe này là trang bị sức động xi lanh 2 lít đi cái động cơ. Trước mắt chúng là sedan vỏ và bản đủ các bạn. Với chiếc xe này thì hiện tại đây đang chào bán giá 47 triệu. Giá 407 đã gồm VAT chưa bằng chi phí các bạn biển ký kiểm điểm hoàn tất thủ cho chiếc xe được tính được. Với các bạn ký ở tỉnh thì ta bắt đầu khó động. Còn các bạn biển hoàn thì hoàn thực chỉ cần tranh mua tầm 33 một chút so với tỉnh Hà Nội. Đây là tổng thể chiếc xe dài sấp xỉ 4. Có phần cốp sau rất là rộng. Chiếc sữa kha trang bị giá đan cốp được rộng rất là vị nhiều với hành lý. Ngoài cả số trước này thì IMEI cũng đến hạn chọn, đó là IMEI xe đa số sản và thiếu cho các bạn taxi vậy. Thì xe đa sản là đủ dành cho các bác ở các tỉnh cận, không phải ở Hà Nội và xứ sản. Đây là cốp xe sedan. Như các bạn ở sedan thì bao giờ cũng vậy, có phần tiện hơn nhiều với bản hatchback và dù chuyên lý tốt. Vậy thì cái 10 sedan này bán được vẫn chạy cả bản hát về bản đầu chúng ta hay quên là đuôi độc nữa. Và dưới tấm thảm này thì chúng ta có đốt kích và dụng cụ sửa chữa và kích màu đen đấy, được để trong cốp. Và bây giờ thì các bạn thử về thất chứ. Khi 10 sedan mà tăng cái này được lắp làm bình với tỷ lệ đội hóa chỉ khoảng 20%. Điều thì đội hóa cửa khẩu và nữa là để đây là sau xe thì có xế ra được khi viền viền ra lòng vườn cũng thay cái mặt đổi khí so với đàn ra. Đây thất tổng của bản thân hạn với cái bản 1.2 là nó thất màu đỏ cả bốn kính điện thương trong cục điện tích hợp sẽ đã thì được bỏ ra sẵn rồi, tích hợp điều chỉnh âm thanh. Chúng ta đắt kỹ hơn một chút về tiện đi trong xe ấy. Các bạn có thể thấy DVD bình hợp chấm được đặt phần tự lái chấm bọc ra. Có một điều đáng tiếc ở chiếc chi người đó là toàn bộ tất cả chi tiết kể cả là bản bức in này thì không bị điều hòa tự động, xe mình chỉ có đỉnh cơ tuy thế đi rất lý. Xe này chúng ta sẽ có hai túi khí, một túi dành cho lái, một túi khí cho hai phía trước, không túi khí rèm như túi khí không. Hiện tại giá bán 407 triệu thì nguyên lương có khuyến thế đầu năm. Để sở hữu chiếc xe này có thể thẳng 407 xe về luôn, thêm 5 triệu hiện là full xe luôn. Ngoài ra bạn có thể góp có ngân hàng lãi suất rất là thấp, chỉ khoảng tầm 7% một năm. Nhưng mà các bạn có nhu cầu về xe thì có thể liên hệ với bạn Huyền theo số điện thoại ở dưới 0967588585. Phụ trách kinh doanh của Hyundai Lê Văn Lương có thể cung cấp cho xe cho các bạn toàn miền Bắc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.